Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Chúng ta lại trở lại với con đường huyền thoại Cống Rua các bạn ạ. Sau khoảng 2-3 hôm thì các bạn đã biết là tình hình trên Cống Rua thì cũng khá là khó khăn về đoạn chuẩn bị vách đá và về nhân sự. Thì hôm nay chúng ta lại trở lại là bắt đầu làm cái đoạn khó khăn nhất, tức là đổ bê tông ấy. Hiện tại thì bà con đang chuyển cát sỏi ở đây rồi. Và thông báo cho các bạn là chuyên gia mở đường Trường Sơn đã trở lại sau 2 ngày về ăn về làm dỗ cho bố, thì hôm nay ông đã quay lại rồi các bạn nhé. Chị em ơi, chuyển sang bên này xúc cát trước, xúc sỏi trước. Em mình em qua lối nè. Hôm nay thì anh giàng trưởng thôn sẽ phân ra một đội chuyên chở xe, các chị em chỉ việc xúc thôi. Cát ổn rồi anh ơi. Ta chở sỏi đi. Ăn cái gì đấy? Bầu. Đấy, có xe này nhìn nó chuyên nghiệp hẳn. Con tôi kia đó chưa? Ok, bàn bà. Dạ. Tôi kia đó gì? Mặc quần rồi xong mới lột váy xuống. Bắt tinh rồi. Bản dưới 34 à? Hôm nay ra được 34. À, 34 à? Ngày mai mỗi người được một suất quà ấy nhé, báo bà con nhé. Một suất quà trung thu cho các cho nhà, mỗi nhà một suất. Nên là bảo bà con ngày mai đi tập trung một tí. Còn bản trên hôm nay đi rồi đúng không? Đi rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên chỗ cây cầu khó khăn nhất để cùng với ông Chiêu để làm ở trong kia các bạn nhé. Còn cái bản trên kia thì sau một hôm lục đục thì mình đã nói chuyện với Khua là về công tác tư tưởng thì chắc là cũng ổn rồi, để tí nữa lên xem thế nào, tình hình như nào. Đây có hai thanh niên. À đâu, nó đi xuống quán rồi. Em đi vào trong đây, lên xem bà con Cống Rua thế nào rồi. Hôm nay tập trung chưa? Ok, vật liệu xi măng đã được chuyển lên rồi, hình như là đông người để đổ rồi đấy. Đây là bản trên các bạn nhé. Định đi tìm măng à? Măng. Thật ra là cũng hiểu anh em mà, trong thời gian lâu rồi không có tiền rồi, phải đi kiếm để mưu sinh cuộc sống. Nhưng mà vợ đi thì vợ đi làm thì chồng ở nhà. Đi kiếm gỗ. Chứ đi cả hai thế mất nhân lực thì chết em. Thật ra những cái vấn đề đấy em rất hiểu mà, nhưng mà thôi cố gắng. Tháng rồi thôi. Ổn đấy. Bây giờ bà con đang đổ trên kia rồi gì? Có được đông không? Nó mà lại phải được 2 xuồng này. À thế à, thế là hôm nay lại đông trở lại rồi còn gì nữa. Ngày mai là mỗi người, cả bản trên, bản dưới mỗi người một suất quà trung thu nhá. Ngày mai ạ? Ngày mai, mai nhận nhá. Bây giờ em xuống cầu đã nhá. Làm nhá. Ô tô bay. Chào, xin chào các thanh niên trẻ. Ủa nha, vâng. À dê ơi, chở sỏi trước nha dê nhá. Tại vì là cái này nó cần sỏi rất là nhiều đấy. Hả? Chơi cối to vĩ đại này đúng không? Chờ sỏi đi ông nhá. Chào chú. Vâng, cái này có phải buộc hai cây sắt để tăng cường không? Bên dưới không? Bây giờ đặt cái dầm kia xuống bên dưới cơ, không phải đặt ở giữa kia đâu. Bên dưới, nhưng mà bên dưới có phải buộc thêm hai cây để tăng cường không? Để phụ bên dưới không? Không. Cái dầm đấy nó áp vào cái hàng dưới rồi. Xong là chú thiết kế đóng cái cốt phao của cháu là cả cái chặn cái đầu, cả đầu kia đó nhá, không là vữa nó sẽ chảy về được hướng đấy ấy, hiểu không? Mình chọn trộn vừa phải thôi, đừng cho nhão như đổ đường thôi. Xong bắt đầu mình dùng bàn xoa mình
gạt lên nó có cái độ chéo xuống cái này này. Biết rồi. Cái dầm này phải đặt xuống dưới. Đúng rồi. Cái này này. Vâng vâng. À. Thế thì phải phân anh ơi. Phân cho hai người đi khiêng cái máy phát vào để phát điện để lấy cái máy bơm rửa xe rửa cái đá này mới được. Cái này phải rửa thôi. Không không, cái này không. Không cái dưới cơ. Rửa cái đá ấy. Hai thanh niên, em ơi. Hai người đi khiêng cái máy phát điện vào cho anh với, cầm cả ổ cắm với máy cắt vào nhá. Ở ngoài ấy. Không biết là gửi nhà giàng hay sao ấy. Chuyên gia mở đường Trường Sơn. Ông cụ Chiêu. Sau 3 ngày về quê để làm dỗ cho cụ. Hôm nay đã trở lại rồi. Đấy, ông không quản ngại đường xá xa xôi để lên với dân bản, thế là quá tuyệt vời. Mệt rất lắm. Là cảm ơn ông. Vâng. Rất là mệt. Mệt đấy ông nhỉ. Tâm. Vâng. Đấy, lính cụ Hồ với chất quyết tâm. Làm bằng được. Quyết tâm. Vâng. Đây bây giờ hôm qua là con nó cũng chuẩn bị như thế này rồi. Bây giờ bảo ông cậy lên một tí nữa là được, thì cái dầm này mình bỏ xuống tầng dưới này. Tầng dưới này nhá. Đấy, còn tầng còn hai tầng trên này là không cần gì nữa. Vâng, không. Nhưng mà vẫn phải thêm sắt tại vì con nếu mà chuẩn nữa thì cho một hàng nữa, không thôi mà không cần phải răng cái gì nữa. Không không răng đâu. Ừ. Được cái rồi, nếu hàng trên đang hết thép, chứ còn đúng là nó phải một hàng này một hàng kia cái nữa. Được. Đấy. Cái thép ấy được mà, thép 14 được. Ok. Bây giờ chú ơi. Chú được rồi đấy. Bây giờ nhấc cái này xuống đây và đặt cốt pha xuống, xong là chú ghép cốt pha hộ cháu cả cái đầu đến cái đầu kia. Cái đầu cùng này. Đúng rồi, đến cái đầu cùng ấy. Đó. Đó. À, chú à, anh ấy anh Giàng chủ tịch nông dân. Chào hai sếp. Hai cán bộ xã. Xuống thăm con đường. Chào anh. Chưa chưa đã quay xa. Vâng. Vâng vâng. Thế thì cứ để trên đi trong đi bộ đi. Làm mấy cái nhà bác này. Dạ. Quan ở bên đây nó lại rất nắng. Ừ. Ông ở đây nhá, con lên bản trên một tí. Bảo anh em là đây này, đi qua đây. Đây đội quân hôm nay hùng mạnh phết nhỉ. Đội quân ở đây hùng lắm. Ừ. Mà lai á không? Chờ giỏi đấy. Khỏe. Đấy. Đội ở dưới này là người ta còn mới. Vâng. Đấy ông ở đây ông chỉ đạo dưới này nhá. Xem là bảo cái ghép cốt pha khi ghép xong phát là lấy máy bơm. Vâng. Máy bơm đang khiêng vào rồi. Ừ, rồi. Đang khiêng vào rồi ông nhé. Con đi lên đây tí. Nào. Lên động viên cống rua tí không à. Đi tìm măng hết là chết đấy. Hôm qua em về mà choáng luôn đấy. Sợ đấy. À, xin giới thiệu với các bạn là đây là hai cán bộ xã. Giới thiệu với các bạn đây là anh Giàng, chủ tịch chủ tịch mặt trận nhỉ. Còn đây là anh Quyết, anh phụ trách bên chủ tịch nhân dân. Chủ tịch hội nông dân. Đấy, hôm nay là hai cán bộ. Thật ra là trong xã thì cũng đã có nhiều hôm là giúp ở cái chính cái chỗ này này. Xã làm đổ ở chỗ này rồi. Và tới đây thì bên chính quyền có chương trình hỗ trợ cho bà con ở cống rua này như nào anh? À, sẽ huy động mỗi thôn là tầm khoảng chục người đoàn viên. Chục đoàn viên đúng không? Mỗi thôn chục đoàn viên để lên giúp bà con tròn trên này một mỗi thôn giúp một ngày. À, mỗi thôn giúp ngày đúng rồi. Thật ra thì cũng hỗ trợ cho bà con với không à. Cái thời gian nó dài quá. Nên là trong cái kinh tế với lại cái thời gian nó làm quá nhiều nên bà con vất đấy. Không đơn giản. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Đấy, các bạn đã biết được cái kế hoạch của bên chính quyền là tới đây sẽ giúp đỡ như bà con như nào rồi các bạn nhé. Cứ yên tâm là không gọi là chính quyền thì sẽ hỗ trợ hết mình. Còn bên cấp ủy chính quyền thì nó cũng sắp xếp là trong thời gian tới là nó phải bấp 2-3 buổi thứ bảy cùng dân. À thứ bảy cùng dân à. Thứ bảy cùng dân.
Rồi rồi, ok, hay đấy. Chưa xong thì tiếp tục xã, tiếp tục thứ bảy cũng gần 2 đến 3 buổi. Vâng, vâng. Bây giờ tôm bay. Chơi này được đấy. Chơi này lên cái dốc này căng đấy. Quên cái áo chống nắng ở dưới kia. Cháy hết rồi, cháy hết tay. À, bà con. Kiểu như lấy đá quá. Hình như sắp hết xăng rồi. Sắp hết xăng nó mới giật giật thế thôi. Bình thường nó chạy bon lắm. À, bà con tích cực phết rồi đấy. Đổ ở trên đây. Máy nổ của anh à? Máy xe máy nổ đấy. Hình như cái máy nổ có vấn đề rồi. Sắp hết xăng hay sao ấy, lục bụp vậy. Hết xăng. Nghe được cái lục bụp bụp. Chào anh nhá. hôm nay thấy đông quân ở đây nhỉ. Qua đi lấy củi à? Đổ ở trên kia, đang đổ ở trên kia rồi. Ui. Xin chào. Ừ, lên rồi. Ngồi lên này phanh à? Phanh hiện đại chứ. Hôm nãy nhìn thì cái xe nó cứ nhảy, hóa ra là do cái xích nó trùng quá. Nó nhảy nhông. Kiểu như lấy đà ấy. Lấy đà. Đột đi anh em ạ, không thì không cố được đâu. Cái này gọi là tăng kéo sang bên này là sao? Ừ, đây là cái vận ốc tăng này đây. Nhưng mà không tăng được nữa rồi. Quá trùng rồi. Cái này phải cắt. Mắt này hết chưa? Cắt mắt. Thế nào, hôm qua về họp bàn lại chưa? À, vẫn còn mấy đồng chí nữa. Ừ. Thế là định họ hôm nay thấy đông phết rồi đấy. Ừ. Thấy đông phết là làm được rồi, tầm này làm được. Tức là ý của dân bản là bây giờ đi làm gỗ à? Nên là nó bảo là cá lấy củi. Lấy củi để gặt lấy củi về để là làm gì? Gặt lúa, lúa để... lúc mình đi gặt lúa là nó bụi bìa lá không đi cắt phải được. À, không thì bây giờ thế này, nếu mà tức là nó mất nhiều thời gian quá thì mình có thể là phân ra thành hai nhóm, 26 hộ, 25 hộ thì mình 12 hộ làm một tuần, xong luân phiên 12 hộ kia làm một tuần sau, thì có thời gian nghỉ. Hôm nay làm. Đấy thì nhưng mà liệu có đủ nhân lực để làm không, 12 người đủ không? Ông thì tời, ông thì mất ở cái tời này. Đấy thì có hai phương án là như vậy, một là vợ đi làm chồng ở nhà, hai là mình sẽ phân ra làm hai tốp, 12 người một. Đấy, một sao, tuần. Sao còn mới thăm bà thì không có chồng này làm không được đấy. Đấy. Ừ. Chỉ mấy người có một đúng rồi. Nếu mà cứ con thằng một mẫu hộ mà một thằng đây là đánh chủ một thằng số nào đúng không? Thì nó nhưng mà xe đuôi thì được, xe hay thì được. Thì đấy, đang bảo ví dụ mà cái 12 người đấy mà toàn 12 người nữ thì làm kiểu gì nào. Nó khó thế chứ. Đấy nên là thôi bây giờ thôi các anh cố gắng là cũng bảo ban nhau là tôi vợ đi lấy củi thì chồng đi làm, mà chồng đi lấy củi thì vợ đi làm đường. Đấy. Ừ đấy. Đấy. Thì phân bổ nhau cố gắng giúp nhau mà làm, xong em bây giờ thì cũng tập trung vào đây. Đúng vừa đúng. Không gãy không là làm được việc đâu. Ừ. Chỉ là cái nhìn nó cái nặng làm được. Đúng rồi, việc nặng thì mình phải đàn ông làm rồi. Chứ không biết làm nữa. Với lại hôm nọ là hơi chị em nào, chị em hơi
thắc mắc về cái tiền kia à? Có cái gì đâu. Không phải hả? Thật ra là cái tiền kia là người ta cái hai người được nhiều hơn đấy, là thế này. Cái hôm đấy là một cái hôm em quay rất là tình cờ thôi, là người ta đeo cái gì anh đeo đây này. Có người đang hỏi anh ấy. Cái này là gọi là cái gì? Gọi là theo công giáo, tức là cái chú đấy là người của bên đạo của anh ấy. Bên công giáo thì người ta nhìn thấy cái hình ảnh đấy, nó tự nhiên nó ùa về cái cảm xúc người ta, nhìn thấy nó, tức là ngày xưa người ta cũng đã từng đeo cái này, và người ta trong cái lúc khổ cực, mồ hôi mồ kê, rồi là trong cái lúc khó khăn nhất người ta đeo cái đấy. Xong là bây giờ người ta có cuộc sống nó ổn định hơn rồi thì người ta nhìn lại những hình ảnh đấy, nó hay quá thì người ta kiểu là xúc động ấy, người ta cho tiền thôi, chứ không phải là anh Tú cho người này người kia thế này đâu. Đấy, phải nhớ rõ là thế. Bà con nó nói là anh Tú cho tiền thế này, anh Tú bảo là nó phải làm thì anh Tú thuê thôi. Không, cái này là nó có tiền thì coi như là anh Tú thuê, nó phải làm. tức là cho tiền là thành tiền. Mạnh Thường Quân người ta muốn giúp đỡ cho bà con trong cái lúc khó khăn thôi, chứ không phải là thuê đi làm thôi nhá, phải nói rõ là như vậy. Lúc khó khăn thì khó nhỉ, khó cũng phải là mấy người khó cầm bằng, nên đâu phải khó khăn, nên không phải một khó. Thôi thì lần sau nếu mà có khoản nào thì mình chia nó đều, mình không đúng rồi. Rồi. Vô lý, nhiều lý, không phải vô lý, nhiều lý. Cũng có lý thôi, tức là người ta không hiểu được là cái Mạnh Thường Quân đấy người ta quý mến người già, trẻ em và người phụ nữ. Hiểu là như thế. Nó bảo là nó đã cho là nó phải cho người Rồi. Lần sau. Cho bao nhiêu nó không đề gì cả, nhưng mà cái như cụ này á. Rồi, thế em đã hiểu rồi. Tức là cái người xem, người ta nhìn những cái hình ảnh các cụ này đi làm, tức là người già, thì người ta quý mến, người ta cho đâu có gì. Thôi được rồi, để lần sau nếu mà có các cái chương trình khác thì phân chia thật đều ra, ai cũng được nhá, cho đỡ thắc mắc. Ok, rút kinh nghiệm. Đây là cái lỗi của chủ kênh. Lỗi thì không biết là phải lỗi không, nhưng mà thật ra là các Mạnh Thường Quân người ta cho ai thì mình chuyển đến người đấy, đơn ra là nó cũng hơi vướng mắc cho dân bản. Thôi được rồi, thống nhất lên đây xem tiếp mọi người trên này. Lên đoạn này xuống, lên đoạn này nó ít dốc rồi, bóp vào đi nhé, đừng cho nó to quá, bà con làm nó lâu. Chỗ này hơi yếu nước rồi đấy, cho nước vào một tí. Đội quân hùng mạnh của Cống Rua đã trở lại. Xin chào. Anh đi cái nhá.
Sao mày không đi ủng vào? Cái đôi giày mọi cho ấy. Không đi giày ớ. To lắm. To lắm. Mày đi chân đất thế này chết đấy. Hình như có một lần phát ủng mà. Ờ. Ủng nhá, quần quần áo đầy đủ ấy, chẳng qua mày bọn này cũng không đi vào đấy chứ. Này á, nó về nó ăn chân đấy nhá, đùa được. Ui, mặc áo rét nó cởi áo cho ông ạ. Ôi trời ơi. Thằng em này chịu khó nhờ, con A Tông này lần nào đi cũng gặp nó đi làm. Đấy, chỉ cần nó duy trì được tầm này là ổn mà em nhỉ. Người ấy chỉ cần tầm này là ổn lắm rồi. Hôm qua là một ngày 7 người anh hốt quá. Về anh còn khó ngủ ấy. Anh bảo cũng biết là kiểu gì căng quá. À, hóa ra lên đây hôm nay phân tích ra là mọi người đang đi lấy củi mấy ngày để vào đông đúng không? Ừ. Thôi cố gắng động viên nhau nhé. Chả biết đường nào mà nói nữa. Ngày mai nhớ bảo bà con đi đủ để lấy quà nhá. Quà trung thu nhá. Thôi anh em làm sao nhá. Anh xuống dưới xem cái chỗ cầu kia đã. Đi đánh võng à? Đánh võng là khỏi dốc. Cũng lượn như kiểu xe máy. Tí nữa xuống lấy tiền và đi mua cái cổ hút nhá. Anh tên là gì nhỉ? Ơ? Anh? Tên là Tủa. Tủa à? Chí cho em xin số điện thoại nhé. Có người cần số điện thoại của anh. Đâu nhỉ? Xuống nhá. À, khua động viên anh em nhá. Ăn cơm ở đây hay là xuống cùng ăn bà con ở dưới kia? Ăn đây à? Nhá. Em xuống xem cái cầu ạ. Cầu nó quan trọng, nó đang căng thẳng. Ừ. Tắm đi. Tắm đi. Trên này, tắm đi. Tí nữa mới tắm lên xem anh em tí đã. Tráng ơi. Tắm tắm xong lên lên phân nhau đi lấy cái cột pha về ghép đi. Chờ lâu quá rồi, tưởng là xong rồi, bây giờ còn như này thì. Lên 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 đi. Rửa này thì tìm cái túi. Mày tìm cái túi hôm qua anh đựng mấy cái chổi sắt sắt ấy. Hôm qua không biết anh Tráng hả? Anh ấy để đâu á? Mày hỏi em nào. Anh nhớ có cái túi mà ai cất búa cất ấy hôm qua. Đi hỏi đi nhá. Lấy cái chổi sắt về đấy đánh sạch mới sạch được. Rửa này không được đâu. Máy xịt xe không mượn được à? Không mượn được. Đâu? Nhưng mà bảo là tí nữa đấy bà, thì nó không chưa cần lên đây đâu. Úi giời. Nhà đang giam. Đang lấy lên đây luôn. Đang cần đóng xong cốt pha và là xịt luôn là sạch đi là ấy. Ở đây. Đi. Nha. Hai anh em này ra bản lấy hộ anh mấy tấm ván đi, mấy anh em này. Để ghép nốt lên này đi. Đi. Đi đi mượn mấy tấm ván mấy hôm nữa lại giả thôi. Nha. Chỗ này phức tạp này. Chỗ này thế thì mấy hôm nữa mình phải vẫn phải khoan mấy lỗ ở đây. Xây đá từ đây lên. Hiểu không? Và bắt dâu vào đây. À đây hôm nọ nó cũng khoan rồi đấy. Nhưng mà cái dầm này này ý là bây giờ mình đẩy vào trong kia cho nó gọn xong mình ghép cốt pha ra đây xong là mình phải ghép đầu này vào chứ không nữa cốt pha nó sẽ chảy về hướng này mà. Mình lấy tấm ván để lấy một tấm ván là nhỏ ấy. Chặn vào đây. Chặn thế nào thì chặn. Tức cái nhưng mà cho thò ra ít thôi, tại vì bên kia nó đang thiếu, hiểu không? Nhá. Đấy, bây giờ trước tiên là ghép về tận đây đi. Ván, chờ ván về là ghép về tận đây.
Đi vay đi, bây giờ về tận đi tận ngoài mua xăng thì có mà. Bây giờ ra tận kia mua xăng về thì muộn rồi. Bây giờ vay lấy đâu khoảng nửa lít thôi. Hút được cái xe nào ấy, xe em mới hết rồi. Không lấy được xe ra. Hút được xe ra đi. Hút được xe ra cho. Tí em đưa tiền đi cho giả. Ừ, thì cứ cho một lít đi. Tí em khắc giả tiền. Cứ hút tạm ra đi. Đấy đây, hút luôn đi. Có tiêu đấy, có tiêu kìa. Đấy, tiêu đấy. Cái thép ấy. Cái thép buộc ấy. Đấy. Tập trung xuống đây. Chú ơi, chú biết buộc xuống đây nhanh. Xuống buộc của cháu, đặt cái dầm xuống xuống cái hai cái hàng dưới đi xong buộc vào. Khi mà buộc xong phát, ghép cốt pha xong phát là mình lắp máy bơm và là thổi một phát là đổ. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Cho xuống tận dưới nhá. Cái dưới là cái trống và cái trên là cái kéo nhá. Đẩy nó xuống dưới. Chứ không phải nó nằm ở ba hàng đâu, nằm ở hai hàng thôi. Đấy. Đấy. Xuống đi, tập trung xuống đây buộc á. Còn người khoan thì khoan hộ em cái lỗ ở đầu đằng kia để chặn miếng gỗ vuông góc này. Để cho tí nữa cái bê tông nó không bị chảy sang bên kia. Đấy. Ừ. Đấy, anh biết khoan, anh khoan nhá. Còn chú này biết buộc cái ba người này thì buộc đi. Ờ, khoan đã mà. Nước thì thôi để đấy, để đấy từ từ đã em ạ. Buộc đã. Ừ, buộc đi. Lấy cái thép xuống buộc đi. Ừ, kéo sang bên đầu này một tí. Kéo cho nó chạm vào đất này đi. Còn có người ngoài kia không bảo sửa cho em một cái đường này để tí nữa xe rùa nó chở được vữa. Ờ, sửa cái đường này này. Chờ, sửa từ đây thôi, từ đây đến đây thôi. Tấm tôn á. Thật ra là ở chỗ này nó gần thế này, mình chỉ cần xe rùa nó xuống đây đổ ào đây là được mà. Có tôn càng tốt nhé, có tôn thì càng tốt. Nhưng mà sửa được cái này thì... sửa xe rùa nó đến đây, nó đổ ụp vào đây xong. Không cần phải tôn nữa, tôn nó chỉ ở bên kia thôi. Rồi, dồn vào đây nhá, lực lượng dồn vào đây nhá. Nhớ là để đừng để cái sắt nó sát xuống đá là được. Cách đá ra khoảng 5 phân. Đấy, em buộc vào hàng trên, hàng dưới. Ở trên này còn một hàng nữa này. Khi nào mà đổ xong cái này vào xây thì lại cắm tiếp. Xây cho cái hàng trên này nó gắn vào đá. Mặt đường á ông? Mình phải giật vào một tí không? Vâng, nhưng mà làm mặt đường vừa phải, giật vào một tí. Vâng. Tại vì mình tả ly này với mình vẫn còn xả vào mà. Cho nó khỏe, chứ còn mình làm ra ngoài nó bửa ra thật đấy. Làm phải ốp vào má tả ly. Ở trên một cái nữa ông ạ. Trên chân trái của ông ấy. Chân phải của ông này, trên này này. Tận trên này này. Ơ. À thế à? Ông ơi. Rồi. Nhưng mà làm thế nào để cho nó sát ra tận mép đá chứ? Hiểu không? Tức là nó cụt vách đá thì thôi. Thì mình phải khoan chéo chếch ra đằng bên chân kia chứ. Chị em nhá. Mở cho anh cái đường này. Để xe rùa nó, nhưng mà làm đất đừng xuống đây nhá, đất em hết ra kia. Để xe rùa nó đi đường này này. Thế thôi. Mở từ cái bàn chân em ra đấy. Đến cái máy phát điện kia thôi. Cái dây điện mắc lên cao. Đừng lấp lên dây điện là được. Nhá. Đấy, đào nó rộng ra. Lấp vào đây. Đấy, lấy cái ổ cắm về đây để này, bê cái máy này ra ngoài kia để xịt thật sạch đi. Nhờ tí nhá. Phu. Cho thằng này đi đã. Đi. Không đủ điện á. Làm gì?
Cái máy khoan nó còn chạy được cơ mà máy này. Sao yếu tẹt tẹt thế này? Xem lại cái áp suất áp siếc ở trong này xem nào. Rửa thật sạch cái mặt đá này này. Đừng cho cái đất nó dính vào đấy là nó không ăn đâu. Cái đất này tí phải hót đi này. Anh bảo này. Rửa lần lượt đấy 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 đấy. Rửa lần lượt. Đến đâu được cái đấy hiểu không? Thật, thật sạch cái này này. Sao? À không có nước à? Mép dưới kia tí bảo chị em ấy hót hết đi nhá. Làm sao mà để đất nó không dính một tí nào là được. Đấy, bên trên là anh em làm, bên dưới là các cô, các chị đang tắm kìa. Tắm tiên luôn các bạn ạ, kìa. Chia nhau bơi nhưng mà tắm tiên, hôm nay có mấy chị ở làng dưới tắm tiên. Xuống tắm tí nhỉ. Hôm nay nhiều chị em tắm thế. Tan tắm tiên tả rông ba. Xem nào. 1, 2, 3 người tắm tiên. Không quay gần được các bạn ạ. Quay gần là vi phạm. Còn phía bên này là các thiếu nữ tắm với cả quần áo. Ông ơi, tha hồ nhỉ, bổ mắt nhỉ. Xuống tắm tí cho mát các bạn. Bơi đi. Bơi. Hôm nay có các cô gái trẻ thế. Bơi đi, bơi đi. Sợ đấy. Sợ không? Nhảy suốt rồi mày mà sao sợ đấy nhỉ? Hả? 1, 2, 3. Sướng nhỉ? Quay, quay các người đẹp tắm tiên kìa. Lên hết rồi. Sợ máy quay lên hết rồi. Đấy. Các chị tắm tiên đấy. Thoải mái lắm. Ông ngắm thoải mái đấy nhỉ. Mát quá. Hả? Chưa, anh không dám nhảy đâu, cao lắm. Anh nhảy từ chỗ kia xuống nó thấy sợ lắm mà. Tắm đi. Mấy em gái ra đây bơi tí nào. Bắt cái gì đây? Úi giời, bắt cá bằng vảy. Xem nào. Bơi em nào. Chạy hết đấy này. Không bơi thì cá ăn bít rồi. Nhưng này. Nước trong thật đấy. Quá tuyệt vời luôn. Thank you.
Về thôi. Ui, ngã rồi. Cơm nước thôi. Gần ổn không ạ? Thiếu mỗi hai đầu gỗ để chiều nó vào nó. Nó ghép nốt. Thiếu mà muốn đổ phải cho thêm một tí xin các bạn ơi. Vâng. Tại vì kiểu gì cho đổ ngay thì đổ thế được. Thế nhưng mà mình để là nó lại kém lên một tí. Phải cho thêm. Rồi nó tìm cái đầu này là ông đấy là mình phải đổ nó thật chắc vào. Tức là nha, sau khi rửa thật sạch xong mình sẽ hòa xi măng. Đúng. Xi măng mình phết một lượt vào cái mặt đá để cho nó bám. Xong bắt đầu mình mới đổ. Không cần phải hòa xi măng. Bây giờ nhá. Tưới nước cái gì? Rắc xì khô vào. Vâng, cũng được. À, thì nó ngon hơn. Bây giờ xì nước vào nó còn không ngờ thôi. Nó rắc vào đấy. Thế là cuối cùng lại cái xì kia nó lại có nước nó xuống là nó ướt tắt lên. Vâng. Yeah. Vâng. Ok. Thôi vứt cái máy này đây. Máy móc rồi anh em vứt đấy hết quá. Thì mình cũng vứt đấy. Mình đem về làm gì? Rồi, ok. Có cái máy này. Đấy, cả buổi sáng thì mình đã quay cho các bạn những cái khoảng khắc rất là cố gắng của bà con của cả hai thôn, và thông báo cho tất cả các bạn là thôn trên thì mình đã tìm ra được cái nguyên nhân, và bà con đã trấn an được cái tư tưởng để mà tiếp tục làm cái đoạn trên rồi các bạn. Bây giờ thì mình cũng cả ông cụ cũng ra cùng dân bản ăn cơm để chiều nay là cái đoạn quyết định ở cái đoạn này, gọi là đổ bê tông đấy. Video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập phim tiếp theo về con đường huyền thoại Cống Rua.